là bởi vì tôi muốn được vui vẻ chơi đùa với bạn bè lần cuối. Cuộc sống của tôi luôn chỉ có công việc nên buồn lắm. Khi cậu thức dậy, làm ơn hãy cho mọi người biết một điều rằng cuộc sống này của chúng ta hoàn toàn không đơn giản như trò chơi đâu. Đình rồi ta chẳng đến.